Hello, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái Học Ô Tô Sài Gòn. Một ngày mới học sinh kính chúc cho toàn thể cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay học lại mang đến cho anh chị tất cả các xe đã qua sử dụng chất lượng cao tại Ô Tô Sài Gòn. Học sẽ báo cô chú anh chị về giá thành nè, 4 chỗ hay 7 chỗ và đặc biệt nữa là năm sản xuất để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Và tất cả xe bên Học ở đây á, là xe cũ chất lượng cao thì bên Học khi mà bán ra cho cô chú anh chị, bên Học sẽ cấp cho cô chú anh chị về chứng nhận chất lượng bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước và động cơ hộp số phải còn nguyên thủy. Tất cả xe bên Học bán ra anh chị, ngoài cái việc và cấp giấy chứng nhận cho anh chị ha, làm đẹp bằng gói 3M, tức nghĩa là vệ sinh khoang động cơ nè, vệ sinh gầm máy nè, sẽ không sử dụng chất tẩy rửa mạnh đó, chỉ sử dụng hơi nước nóng 3M, hầu như là làm thủ công thôi nha anh chị. Còn bên trong nội thất á, bên Học sẽ làm theo quy trình diệt khuẩn nè, khử mùi, tách ẩm xong mới đánh bóng. Tức nghĩa là khi mà anh chị mua những chiếc xe đã qua sử dụng chất lượng cao bên Học thì anh chị sẽ được một chiếc xe nó hoàn toàn như là một chiếc xe mới vậy anh chị. Bên trong nội thất sẽ không còn một con vi khuẩn nào cả, để cho cô chú anh chị nè, ông bà lớn tuổi hoặc là trẻ con ngồi trong một cái không gian khép kín như thế này mà đi xa 200-300 km thì an tâm ha anh chị. Và bên Học có cô chú anh chị cũng đang có nhu cầu thu mua xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những dòng xe đời cao đi ít hoặc là những cái dòng xe đời thấp đi ít gọi là xe cọp á, bên Học sẽ thu cao hơn thị trường rất là nhiều. Xem xe tận nơi, định giá xe miễn phí, và sau này khi mà bên Học chẳng hạn giống như chiếc xe này đi thì bên Học sẽ là người hỗ trợ khách hàng cũ đi thu hồi, đổi trả cái biển số này. Bên Học sẽ đi nạp lại cái nơi mà ngày xưa á, anh chị đi đăng ký xe á. Đó, chi phí á, thì bên Học cũng lo luôn. Đó, cái này anh chị chỉ việc bán cho Học là ra phòng công chứng ký quy quyền, là bên Học sau này hầu như là loại thủ tục bên Học sẽ lo cho cô chú anh chị hết. Định giá xe miễn phí nè, xem xe tận nơi, tiền mặt trao tay. Đối với anh chị nào mà đang bị vướng ngân hàng, bên Học cũng có thể hỗ trợ anh chị đến nhận cặt vẹt ra trước. Tức nghĩa là khi mà anh chị không có tiền đối ứng á, thì bên Học cũng hỗ trợ mang tiền đến ngân hàng, nhận tiền ra trước, nhận cặt vẹt ra trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi làm thủ tục mua bán sau nha anh chị. Học sẽ có chương trình định giá xe miễn phí khi mà anh chị muốn bán hoặc là mua xe. Nè, người thân á mà anh chị không có biết cái giá, hãy liên hệ với Học, chụp cho Học hình đầu xe, đăng kiểm km và cho Học biết thêm thông tin, ví dụ như xe công ty hay xe cá nhân, để là chia sẻ cho anh chị với cái giá hợp lý nhất để cho cô chú anh chị dễ đưa ra quyết định cân đối phù hợp nhất. Và sau đây không mất nhiều thời gian anh chị nữa, Học xin mời anh chị cùng Học đi đánh giá với những sản phẩm chất lượng cao. Dạ, đầu tiên Học mang đến cho anh chị một mẫu xe 7 chỗ gầm cao SUV đến từ Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe sản xuất 2020, một chủ mua mới từ đầu, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc xe này được anh em Học mua về kiểm tra nghiêm ngặt hết rồi anh chị. Đi chỉ mới 53.000 km, một chiếc xe có form dáng cực kỳ trẻ trung và năng động đúng không anh chị? Hệ thống đèn full LED nè, mâm to bản xương cá nè, có bệ bước chân, phim cách nhiệt. Xe trang bị động cơ 2.2, máy dầu phiên bản cao cấp premium thì anh chị sẽ được trang bị như là cốp điện nè và cửa sổ trời toàn cảnh nè. Bên trong xe thì nội thất sẽ được thiết kế dạng 3D. Anh chị sẽ được trang bị 2 ghế điện phía trước, và ghế da này vẫn còn nguyên bản nguyên thủy theo xe, chưa thay thế bất kỳ miếng da nào nha anh chị. Đi 50 mấy ngàn cây, những cái chi tiết ở đây nè là không thay thế và cũng không có sơn bùa gì hết nha anh chị. Bên Học làm những cái xe chất lượng thôi à. Chiếc xe này trang bị 2 cầu nha anh chị. Đó, 53.924 km, Santa Fe 2020, một chủ mua mới từ đầu, bảo dưỡng full lịch sử hãng, không thiếu một kỳ nào hết anh chị. Đây anh chị nhìn nè, phá vi sai, cảm biến điểm mù, cảnh báo điểm mù, mở cốp điện nè, cảnh báo chống trơn trượt. Xe này có một cái mà Học rất là thích, ngoài cái việc chỉnh ghế điện ha, là chiếc xe này 2 hàng ghế phía trước á, anh chị sẽ có luôn chế độ sấy và làm mát ghế. Cái gió ở đây nè anh chị, gió lưng nè và gió cái mông á, khi mà anh chị đi xa anh chị bật qua nút 3 ha, nó thổi lên mát lưng cực kỳ luôn, đi xa không có bị hâm rồi nha anh chị, không có bị hầm, không có bị nóng lưng. Những cái loa ở đây thì anh chị sẽ được thiết kế dạng 3D nè, nhìn rất là đẹp đúng không anh chị, và có nhấn nhẹ một cái nẹp mạ rơm ở đây. Ở đây là da zin theo xe, có nút khóa chị em phía trước cho người tài, 2 vị trí nhớ ghế. Đó, rất đẹp. Xe này có HUD luôn nha anh chị. Máy dầu 2.2, số tự động, 2 cầu phiên bản premium. Form dáng xe này là cực kỳ đẹp anh chị. Nó có nhiều dài cái đường dập nổi, không có quá nhiều chi tiết rườm rà cầu kỳ, nhưng mà cái form xe này nhìn giống như cua gạch với anh chị, nó chắc nịch. Chiếc xe này bên Học đang chào bán cho cô chú anh chị với mức giá chỉ có 915 triệu. bên học sẽ hỗ trợ cô chú anh chị rút hồ sơ gốc. Cô chú anh chị sẽ về nhập vào nơi mình ở, đóng 2% giá trị còn lại. Xe mới là anh chị sẽ đóng tới 10% lần, còn chiếc xe cũ anh chị chỉ đóng 2% của 920 triệu thôi. Và ra chi phí biển số thêm 1 triệu nữa là đã hoàn tất. Ví dụ như xe này 900 thì anh chị sẽ đóng 18 triệu. Với lại 1 triệu biển số nữa là đã hoàn tất chi phí lăn bánh rồi đó anh chị. Đó, rất là rẻ luôn. Còn xe này ngày xưa mua mới là khoảng 1,3 tỷ mấy chục. Lăn bánh đồ này nọ luôn, nó ra khoảng 1,5 tỷ hơn. Đó, và tùy theo thời điểm 2020 có thời điểm là cộng lạc lên 60 triệu nữa nha anh chị. Học sinh nhắc lại đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2020, lăn bánh được 53.000 km, phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu premium cao cấp, 53.000 km, xe cực kỳ chuẩn chỉ. Và anh chị có thể mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị kiểm tra qua chất lượng mà bên học cam kết. Hoặc là anh chị nhờ anh em làm nghề lâu năm về mua bán xe có thể đến tham khảo và xem xe. Học hỗ trợ anh chị đầy đủ hết, hàng chất lượng cao thì không có ngại bất kỳ ai để chết, đúng không anh chị? Chỉ với là 910 triệu đồng thôi. Rồi bên đây hôm nay học lại về thêm một siêu phẩm Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G số tự động, CVT, động cơ 1.8 Dual VVTi nha anh chị. Một mẫu xe cùng với lại Honda Civic được mệnh danh là hai siêu sao về doanh số trên toàn cầu, tức nghĩa là trên toàn thế giới anh chị. Thì hai chiếc xe này doanh số của mỗi con cùng với lại Honda Civic là hơn 5 triệu xe nha anh chị, hơn 5 triệu xe. Một cái gọi là con số rất là lý tưởng dành cho nhiều chiếc xe ô tô mong muốn. Đây là chiếc xe sedan hạng C cực kỳ bền bỉ, được sản xuất 2014, mẫu mới. Chiếc xe này lăn bánh chỉ mới có 65.000 km, ô đô chuẩn nha anh chị. Một chủ mua mới từ đầu, trang bị động cơ Dual VVTi, một cái động cơ thông minh của Toyota cực kỳ tiết kiệm, đi chỉ có 4 lít mấy, 5 lít khi mà anh chị đi đường trường. Và cảm giác lái của Altis rất là bốc anh chị. Không bằng Civic nha, so với Civic thì không bằng. Tuy nhiên so với cùng phân khúc chẳng hạn Mazda 3 nè hoặc là Altenza thì chiếc xe Altis cảm giác lái tốt hơn, nhanh hơn. 46.566 cây nha anh chị. Hồi nãy học đọc nhầm là 65.000. Đây, anh chị nhìn cái vô lăng nè. Và cái vô lăng này là zin nguyên bản theo xe nha anh chị. Nguyên thủy theo xe. Nguyên thủy theo xe. Và anh chị nhìn cái gai nè. Đó, anh chị nhìn cái cần gạt xi nhan nè. Đây anh chị, những cái nút nè. Cái nút gập gương này cũng sử dụng nhiều lắm nha anh chị. Khi đậu xe thường xuyên khách hàng sẽ có thói quen là gập gương. Bộ ghế da nè, anh chị nhìn thấy mới không? Trang bị cho anh chị một cái ghế điện có bơm lưng, tính luôn bơm lưng là 10 hướng nha anh chị. Mọi chi tiết nó còn đẹp keng luôn anh chị ơi. Ghế da nè, ở bên trong nè, anh chị nhìn qua cần số nè. Đúng là xe cọp không anh chị? Sản xuất 2014 thì chiếc xe này đến nay là 10 năm rồi đó anh chị. Đó, Toyota, Honda, những dòng xe Nhật người ta nói là đi 10 năm mới thấy giá trị của nó, đúng không anh chị? Nói chung là cực kỳ đẹp. Nó đẹp về cái gọi là form dáng anh chị. Những cái đường nét nó làm rất là đơn giản, rất là hài hòa. Anh chị lúc đầu thì nó không có quá nhiều sự nổi trội, không có như quá nhiều cái wow. Nhưng mà khi mà anh chị sử dụng lâu năm vài tháng thì mình thấy nó đẹp. Tay nắm cửa mạ rơm nè, mâm phay xước, vỏ Michelin nha anh chị. Xe này đã được chủ trước lên cho mình bộ vỏ Michelin. Đó, và gai thì còn gì cui ở 4 cái vỏ nha anh chị. 10 năm rồi chắc chắn sẽ là thay vỏ. Và anh chị nhìn chiếc xe cọp nè, tới cái mí cản sau này nó vẫn còn nguyên zin nè anh chị thấy không? Ở đây nè anh chị, cái này nè, cái này kêu bằng cái chỉ cản sau nè. Toyota Corolla Altis 2014 mà đi chỉ mới có 46.000 km à anh chị. Rất đẹp đúng không anh chị? Trang bị cho anh chị thêm một cái đuôi cá nè, phía sau nhìn trông rất là thể thao và đẹp. 1.8G để học quay cho anh chị xem luôn cái gầm. Nói chung là mấy chiếc xe này nó đẹp lắm anh chị ơi. Đây, hệ thống treo nè, anh chị nhìn cái bát của phanh heo, cái heo thắng sau nhìn mới tinh nè anh chị. Thùng bọng rồi nè, mới tinh nè. Đó, rất đẹp anh chị. Chiếc xe này bên học đang chào cho anh chị với mức giá chỉ có 460 triệu thôi là cô chú anh chị sở hữu được một chiếc xe sedan C, mẫu mới, form dáng mới. Và chiếc xe này đi cực kỳ tiết kiệm và bền bỉ anh chị. Dual VVTi Cái máy của Toyota Altis, cái máy 1.8 này nè, là của Toyota. Nó có văn bản, nó đào tạo hồi xưa học làm bên Toyota là nó nói cái động cơ này nó mới là cái động cơ hoàn hảo nhất, cái động cơ này mới là cái động cơ bền bỉ nhất nha anh chị. Chẳng qua là Vios với lại Innova là những cái dòng xe dịch vụ nên mình thấy nó đi 900.000, 800.000 á, thì mình nghĩ nó thì cái đó là siêu bền. Nhưng mà thật ra cái ông Altis này nhà máy công bố nó bền nhất nha anh chị. Tại vì Altis với Camry thường là sử dụng gia đình không à, nên là ít có chiếc xe nào nó lên km nhiều lắm. Đó, anh chị nhìn không, bên Học làm xe phải gọi là xe tiễn, xe cọp đúng không anh chị. Altis mà đi chỉ mới có 46.000 2016 như thế này á, 2014 như thế này thì rất là hiếm trên thị trường. Và giá hôm nay chỉ còn có 460 triệu à. Form dáng thì cực kỳ trẻ trung. Anh chị nhìn thấy đi, cái form dáng rất đẹp đúng không anh chị, rất đẹp. Những cái đường dập nổi nó còn rõ nét thẳng tách. Anh chị nhìn thấy không, những cái đường dập nổi trên cabo này, nó vuốt xuống đây. Cái form này nó rất đẹp anh chị. Đó. Rồi tiếp tục lại là Honda CR-V, cũng là một huyền thoại. Đây, Honda CR-V, xe này sản xuất và đăng ký 2017. Xe còn rất đẹp, trang bị động cơ 2.4, máy xăng cực kỳ bốc. Xe này có ưu điểm là cảm giác lái tốt và bền bỉ, chi phí bảo dưỡng thấp. Yếu điểm là chiếc xe này nó chỉ là xe 5 chỗ đó nha anh chị. Nó chưa được 7 chỗ, nó không có giống như Honda CR-V mẫu mới 2018. Tuy nhiên thì đây là một chiếc xe mà cá nhân Học thấy nếu như mà anh chị nào yêu thích cảm giác lái thì chiếc Honda CR-V này nó mang lại cho anh chị, đáp ứng được cho anh chị cảm giác lái. Chẳng hạn đi tốc độ từ 60 trở lên, anh chị đi trên đường cao tốc mà anh chị chuyển làn thì anh chị thấy những cái mà Học miêu tả về chiếc xe này. Ngày xưa cái lúc mới ra mắt được anh em đánh giá, được mệnh danh gọi là Porsche châu Á đó anh chị. Vì cái gọi là cái độ chính xác của lái thì chiếc xe này nó cực kỳ tốt anh chị. Thứ nhất là bốc, lại chuyển số sau vô lăng nè, nó vừa bốc mà nó vừa đầm, nó vừa chắc cho anh chị. Và ồn vỏ thì chiếc xe này nó sẽ ít hơn vì cái mâm nó nhỏ hơn. Đó, cái vỏ nó dày hơn. Trang bị cho anh chị là cái ghế điện 8 hướng, ghế da zin theo xe nha anh chị. Ghế da zin theo xe 2017, vô lăng zin theo xe chưa thay thế, có chế độ tiết kiệm Econ. Đó, đồng hồ nè, anh chị nhìn thấy không, mọi chi tiết nó còn rất đẹp. Xe được trang bị cho anh chị cửa sổ trời. Đó, và chiếc xe này anh em Học đang chào cho anh chị là 650 triệu đồng. Anh chị nhìn những cái nút nè, cái nút gập gương nè, và đặc biệt cái nút chỉnh kính cửa bên tài nè, anh chị nhìn thấy không? Cái nút này nè, cái nút này là xài nhiều nhất nè, mà không có dấu hiệu hao mòn gì hết. Và đặc biệt cái tốp bi nè, cái nhựa sằn đó nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, Honda và Toyota làm rất tốt về vật liệu anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này thì nó lần lượt nó sẽ là 6,5 lít và 8,4 lít khi mà anh chị đi kết hợp nè. Còn anh chị đi ngoài đường thành phố không á thì nó sẽ rơi vào là 11 lít. Động cơ 2.4 bốc thì phải chịu rồi đúng không anh chị. Còn mà anh chị nào mà đi đường trường thì cũng không đến đổi 2.4 mà đi chỉ có 6 lít rưỡi thì quá là tốt rồi. Động cơ VTEC 2.4, vỏ xe là dày cui. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc xe này được chủ trước lên cho mình 4 cái vỏ xe ST 3ST nè. Thay vào năm 2021 mỏ Michelin 3ST nha anh chị. Một cái bộ rõ rất là đắt tiền. Anh chị thay cái vỏ thường thì cái vỏ này theo thông số lớp này nè thì nó rơi vào khoảng 2,6 triệu. Tuy nhiên cái vỏ này hơn khách hơn 3 triệu. Mà 4 cái là bứt hết mười mấy triệu rồi đúng không anh chị. Mua chiếc xe này về là chỉ việc sử dụng thôi. Và form dáng thì cực kỳ là đẹp đúng không anh chị. Đây, form dáng hiện đại lắm, có nhiều nẹp mạ rơm nè. Cái động cơ VTEC, động cơ VTEC, mọi chi tiết nó còn khá là mới. 650 triệu. Chiếc xe này lăn bánh chỉ mới có 65.000 km thôi nha anh chị, 65.000 km thôi. Đó, nẹp khung kính nè, hệ thống treo độc lập phía trước và phía sau nha anh chị. Gầm bệ là mới tinh, sáng chân. Đó, Honda CR-V 5 chỗ. Nhìn cái bệ bước chân nó hóc vô anh chị nhìn thấy là thể thao rồi. Cái phần này nè. Đó, xe màu đen nha anh chị. Rồi tiếp tục là Toyota Camry. Toyota Camry, xe này là phiên bản 2.5Q cao cấp nhất. Đó, 2019. Và chiếc xe này đi được 43.000 km anh chị. Nội thất nâu. Đây, Anh chị nhìn Honda với Toyota đi 10 năm mới thấy giá trị anh chị. Xe này thì là 2019 thì mới có 5 năm mà. Anh chị nhìn cái ghế nè, đẹp không anh chị? Đó, vô lăng nè, nguyên bản zin theo xe nha anh chị, đi 43.000 cây 2019. Chiếc xe này anh em học đang chào bán cho anh chị chỉ với là 830 triệu. Đó, gương gập tự động, gật gù, ở đây cũng là chỉnh điện nha anh chị, cái vô lăng chỉnh điện, đèn pha tự động, 3 vùng lạnh độc lập, 2 vị trí nhớ ghế, ốp gỗ carbon nè anh chị. Anh chị nhìn thấy nó mới không? Anh chị nhìn những cái vân nè. Đó, đẹp không cô chú anh chị? Mẫu này là mẫu mặt cười và học thích nhất của Toyota Camry á, là cái bệ tì tay nè. Anh chị sẽ điều chỉnh được rèm che nắng phía sau gáy, điều nhiệt độ dàn lạnh, bao gồm như là volume, kiểu chơi nhạc, rồi đặc biệt nữa là cái góc tựa lưng. Cái góc tựa lưng này anh chị sẽ được chỉnh nằm dài hoặc là chỉnh thẳng đứng lên vẫn được nha anh chị, chỉnh điện. Và Camry 2.5Q thì anh chị sẽ được điều khiển cái ghế phía trước này cho người ngồi phía sau, và cửa gió điều hòa phía sau. Ngoài cái việc rèm phía sau gáy, điều khiển điện tử, thì chiếc xe này cũng được trang bị 2 cái rèm che nắng ở bên hông để tăng thêm tính riêng tư anh chị. Thường xe này là chủ ship đồ đi không à. Ở đây thì là gương một chạm chống kẹt auto, và đây là cái đầu gạt tàn thuốc nè. Nhưng mà xe giờ học không khuyến cáo anh chị hút thuốc trên xe nha, bỏ thuốc được càng tốt nha anh chị, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu. Khóa trẻ em, xe rất đẹp anh chị, 2019, mẫu mặt cười, đi 43.000 cây, rất đẹp anh chị ơi. 830 triệu là anh chị có thể sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D. Một chiếc xe lừng lẫy, được nhiều sự yêu chuộng của cô chú anh chị. Rất đẹp đúng không anh chị? Niềm ước mơ của biết bao nhiêu người. Bây giờ thì xe nó lại rẻ rồi, có điều kiện xíu. Thay vì anh chị mua được Altis bản E thì bây giờ anh chị đã mua được Camry 2.5Q 2019 rồi. Rồi kế bên cũng là mẫu sedan hạng C. Sedan hạng C Honda Civic phiên bản E, thì chiếc xe này hiện tại á, bên học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ còn có 670 triệu mà anh chị đã sở hữu được một chiếc xe sedan hạng C. Nó còn rẻ hơn chiếc xe Vios G nha anh chị. Và chiếc xe này 2022 anh chị sẽ còn được bảo hành tới 2025, đi chỉ mới 20.000 cây. Mà thật ra học nói nha, xe Toyota với lại Honda cái bảo hành này để lè khách hàng thôi, nhưng mà thật sự ra đâu có để làm cái gì đâu anh chị. Hồi xưa học làm cố vấn dịch vụ bên đây là chuyên viên về tư vấn cho anh chị khi mà anh chị vô bảo dưỡng hoặc là làm bảo hiểm rồi đó, hoặc là chẩn đoán bệnh xe rồi đó, là học làm, học chưa thấy xe nào hư vặt á. Thậm chí là Toyota học làm 4 năm cố vấn anh chị, học làm 4 năm cố vấn, làm Honda này được 1 năm. Ngày xưa là học làm Chevrolet và làm chuyên xe Đức là 2 năm. Chuyên xe Đức là làm mẹt với BM anh chị. Hồi xưa là học làm kỹ thuật, kỹ thuật trưởng luôn nha anh chị. Ở đây chiếc xe này thì trang bị cho anh chị gói công nghệ an toàn Honda Sensing nè, có cảnh báo lệch làn, giữ làn, rồi bám theo xe phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang, đã được chủ trước lên cho anh chị cái camera 360 độ thích ứng nhanh, và hơn thế nữa là cái camera hành trình siêu cao cấp nha anh chị. Cái camera hành trình này không á, khách học lắp là 8 triệu mấy rồi đó. Bộ ghế da nữa nè, bộ ghế da, bộ ghế da mới này học lắp là khoảng 10 triệu. Nói chung là hơn hết chiếc xe này á, là option nó đã lên được 40 triệu rồi. Phanh tay điện tử Econ và cửa gió hàng ghế thứ hai giống như phiên bản G luôn. Tuy nhiên bây giờ bản E đã hết rồi anh chị. Bản E xe mới, anh chị nói mua xe mới tiết kiệm hơn xe này được khoảng 90. Tuy nhiên xe mới hết rồi, xe mới bản E đã hết rồi nha anh chị. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì anh em học cũng làm Honda, tại vì học cũng quan hệ Honda đó. Hồi xưa học làm trong hãng đó. Mới tin nè, đi chỉ mới có 22.000 km thôi, một chủ mua mới từ đầu luôn nha anh chị. Khách này đổi lên Honda CR-V, cũng khách quen của học. Mức tiêu hao nhiên liệu của cái động cơ 1.5, nó đi vào là 4,9 lít nè và 6,3 lít, 1.5 VTEC turbo. Đó, 1.5 VTEC turbo nha anh chị. 178 mã lực, nhỏ hơn Honda CR-V chỉ có 10 mã lực thôi. Honda CR-V là 188 mã. Đó anh chị, sedan hạng C, thay vì anh chị đi mua một chiếc xe mới tinh thì đi chỉ mua được Civic bản L thôi, đúng không anh chị? City bản L thôi. Sao anh chị không qua ủng hộ học chiếc xe Honda Civic này? Sedan hạng C nó dài hơn nè, bề ngang nè. Đó, cái màn bề ngang này nó to hơn nè, xe nó dài hơn, sang trọng hơn và thiết kế đẹp hơn nữa. Đó, và có gói hỗ trợ an toàn Honda Sensing, xe còn mới nhập Thái. Đó, mà giá thì lại rẻ hơn chiếc xe City. Còn xe thì anh chị vẫn còn được bảo hành toàn xe luôn. Để học hơi nói ngoài luồng xíu nha. Ví dụ xe này bị bể đèn đi, anh chị vô hãng Honda mua cái đèn mới luôn thay thì họ sẽ bảo hành cho anh chị chỉ có 1 năm thôi và 5.000 cây thôi. Và chiếc xe này còn bảo hành cho anh chị rất là dài. Anh chị có thể mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng để anh chị kiểm tra qua test tiết này nọ hết. Nên là rất là dễ. Tại trước khi mua học là check đầy đủ hết rồi, nên là anh chị cực kỳ yên tâm bên học nha. Đó, anh chị có thể mang đến bất kỳ đại lý nào của Honda, hoặc là anh chị có gara, thầy thợ đồ quen mang đến kiểm tra thoải mái anh chị. Và bây giờ học đang bán chỉ còn có 680 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe sedan hạng C và đời 2022 nhập Thái, hệ thống treo độc lập, camera 360 đầu Android, phim cách nhiệt siêu cao cấp, ghế da siêu cao cấp, camera hành trình cũng siêu cao cấp luôn. Ở bên trong xe thì sẽ có luôn một cái thanh cân bằng, cái thanh ổn định thăng xe đó của Civic luôn nè. Nó làm từ trong ra ngoài nha anh chị. Cái động cơ thì nó còn quá mới rồi. Đó, anh chị nhìn thấy không? Chưa chạm bất kỳ con ốc nào nha anh chị. Cabo đồ này nọ hết. Dạ rồi, tiếp tục cũng lại là Honda anh chị ơi. Honda CR-V bản LSE. Chiếc xe này có tên là Black Edition, sản xuất 2022. Lăn bánh chỉ mới 15.000 km. Anh chị cũng còn được bảo hành y chang như cái mà học vừa nói. Bảo hành cho anh chị toàn chiếc xe luôn, bảo hành hết. Chỉ có 4 cái vỏ với 2 cái gạt mưa này nè anh chị, là người ta sẽ không bảo hành thôi. Tại cái này nó quẹt lên quẹt xuống, nhiều khi cát đắt rồi nó văng, nhưng mà cũng ít khi hư lắm. Nó chỉ có những cái chi tiết hao mòn tự nhiên á, là nó sẽ không thay thôi, không bảo hành cho anh chị thôi. Nhưng mà vỏ này là zin theo xe, còn y nguyên, trừ trường hợp mà nó tự phù anh em họ sẽ tháo ra. Nhưng mà trường hợp nó không có anh chị. Nhưng mà học đang nói về kỹ thuật hơi sâu một xíu. Ví dụ cái vỏ này mà nó bị phù, không có dấu cắn, họ cũng sẽ thay cho anh chị, chứ không phải là học nói không bảo hành là không bảo hành. Ý là học nói ví dụ giống như anh chị bị đinh đâm hay là bị đá chém, nó bị rách, nó sẽ không bảo hành thôi. Học sinh chia sẻ lại Black Edition 2022, một chủ mua mới từ đầu, lăn bánh 15.000. Xe thì đã có phim cách nhiệt, viền che mưa. Xe này là số lượng có hạn nha anh chị. Nó không giống như bản L đâu. Khi mà anh chị mua xe phải đặt hàng nè, và phải cao hơn chiếc xe bản L là 30 triệu, chưa bao gồm thuế nha anh chị. Đó, máy móc thì y chang, nhưng mà đèn thì là đèn khói nè. Cái này nó cũng là mạ rơm khói nè, rất là đẹp. Mạ rơm khói nhìn nó mạnh mẽ lắm anh chị. Ở đây cũng vậy nè. Black Edition, xe này như xe mới luôn anh chị. Đi chỉ mới có 15.000 cây à. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này nó lần lượt nó sẽ là 5,8 lít, 7 lít. Khi mà anh chị đi trong phố nó sẽ là 9,1 lít. Honda CR-V Black Edition này học đang bán là 970 triệu nha anh chị. Xe này thì không phải bàn về chắc xe nữa rồi. Chỉ kiểm tra về phơm dáng coi anh chị có yêu nó chưa. Ở trong đây nó cũng khác nè anh chị. Những cái này là nó đen hết, nó full đen luôn nha anh chị. Nhìn nó ngầu lắm. Ở đây nè, chi tiết là full đen hết. Ghế da nó có thêm cái chữ Black Edition đây anh chị. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh nè, panorama, phanh tay điện tử, blackout, Econ, 2 vùng lạnh độc lập. Đây, những cái này nó có nhắn nhẹ đen đen đẹp đúng không anh chị? Đó. Mới tinh nè, chiếc xe này anh chị bước vô trong nhìn, anh chị nào mà cá tính nhìn lên xe này là thích lắm, nó có những cái chi tiết nó đặc biệt lắm. Đây nè. Nó làm đen mung hết à. Mâm nó cũng đen và cái đèn nó cũng đen. Học còn chiếc y chang vậy nữa nha anh chị, đang trên đường về cũng bản L 2022 mà nó không phải là bản Black Edition, nó màu đen luôn nhưng mà nó là bản L thôi. Cái này nó cũng đen nè anh chị. Đó, cái này nó là đen khói nha, chứ nó không phải là nó đen sáng. Mới tinh nè. Đó, đen Titan anh chị, đụng vô nó có dấu nè. Đó, đụng cái tay nó thay đổi nhiệt độ là nó biến màu liền. Chứ không phải là cái này nó bị chày xước gì đâu nha anh chị. Khi mà anh chị thấy học nhắn ngón tay vô nè, thì cái chỗ tiếp xúc ở đây cái nhiệt độ nó khác với bên ngoài, nó biến màu liền nè anh chị thấy không? Đó, thì cái này là kêu bằng cái mạ rơm, cái kiểu như mạ rơm Titan đó anh chị. 2022. Chiếc xe này Học đang bán là 970 triệu nha anh chị. Bao anh chị hồ sơ đó gốc. Mua mới gần tỷ tư anh chị ơi. Học còn một con bản L nữa. Rồi, ở bên đây á là siêu phẩm Toyota Rush. Chiếc xe này đăng ký 2021, mua mới 2021, sản xuất 2021. Lăn bánh chỉ mới 21.000 cây. Xe nhập Thái, the nạp Indo, gầm cao 7 chỗ, đèn LED, có ống có nẹp nè, anh chị nhìn nè. Sơn tĩnh điện nè. Đèn cốt pha là LED nè, đèn gầm nè, cũng có ốp tinh tĩnh điện. Cái phần đầu xe nó tạo ra nhiều nếp gấp đúng không anh chị? Tạo nhiều cái đường dọc ngang nè. Ở dưới đây nó bao gồm nó có ốp bạc, ốp đen. Và chiếc xe ở trên cabo anh chị nhìn thấy không? 3-4 đường dập nổi. Thì nó tạo lên một cái dáng xe rất là thể thao, rất là đẹp. Ngày xưa mới ra mắt được mệnh danh là Tiểu Fortuner. Chiếc xe này đăng ký sản xuất 2021, xe cá nhân, biển tỉnh. Bên Học đang chào bán cho anh chị chỉ với mức giá 560 triệu là anh chị đã sở hữu được một chiếc xe động cơ 1.5 nhập khẩu 7 chỗ, gầm cao, số tự động. Quá trời nhiều luôn anh chị, quá nhiều tiêu chí luôn đúng không anh chị? Đó. Và bây giờ nó chỉ còn có 560 triệu thôi. Ngày xưa mà thời điểm 2018 làm gì có cửa đụng vô mấy chiếc xe mà giống như Hồng miêu tả đúng không anh chị? Nếu như mà có như vậy thì xe chắc đời sâu lắm. 2018 chắc anh chị phải mua đời xe 208 á. Mấy chiếc xe này nó bền kinh khủng lắm anh chị. Ô tô á, nó cạnh tranh nhiều, đâm ra bây giờ nó sẽ chạy theo thị hiếu và nó cũng đao giảm giá thành xuống. Anh chị rất là dễ tiếp cận. Chạy mới có 21.000 à. Chiếc xe này anh chị sẽ còn được bảo hành luôn. 20.056 cây. Ghế nỉ, zin theo xe. Ghế nỉ thì nó mềm, nó mát hơn. Nhưng mà điểm yếu của ghế nỉ là anh chị phải bảo quản kỹ. Đi gia đình thì đi ghế nỉ được, còn đi nếu mà anh chị mua xe này về dịch vụ buộc phải là lên bộ ghế da đi anh chị ơi. Để nó hôi á, nhiều khi nhiều người lên xuống xe nhiều nó hôi lắm. Phim cách nhiệt mới tinh nè. Viền che mưa cũng mới tinh luôn, xe mới tinh. Chạy mới 20.000 cây mà, xe cọp mà. Đó, hồi sớm anh khách của Học vô nhận cái hồ sơ xe chiếc Rush 2020, anh gặp chiếc xe này anh trách lự anh tiếc quá. Thêm có 40 mấy triệu Học cũng nói tùy duyên anh, tại vì hôm đó cũng chưa có về. Chiếc xe kia cũng đẹp nhưng mà chiếc xe này nó đẹp hơn, nó đời nó cao hơn, nó đi ít hơn tới 20.000 cây mà, đi gần một gấp đôi cái xe này mà anh gì. Đó. Tất cả xe bên Học anh chị có thể là nhờ anh em bên thứ ba nè, làm nghề lâu năm, thầy thợ xôi xe rồi đó, đến coi thoải mái nha anh chị. Còn anh chị nào không quen thì mình mang ra hãng thôi, mình coi. Còn không nữa, tin tưởng khách hàng bên Học này bây giờ là bán giao xe online vô tư. Nên là Học cũng có cấp giấy chứng nhận không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên thủy cho anh chị luôn. Đó, mâm xe mà còn chưa phay nữa nè anh chị. Mới tin nè, Toyota Rush 2021 chỉ có 560 triệu à. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. 7 chỗ gầm cao. Để đi qua đây. Hai con mô tô đi coi xe nè. Hai con mô tô nè anh chị. Được giá bán luôn nha anh chị. Đó. Đẹp không anh chị? Xe này của Học đi coi xe ở thành phố nè. Con này đời 2021. Đó. Chạy mới có 7.000 cây à. Chia sẻ cho anh chị chơi cho vui. 7.708 cây. Đó. Đẹp lắm anh chị. Học mê mấy con này lắm. Chạy lên quanh trong phố đi coi xe hoặc là đi uống cà phê với khách hàng nè. Đi mấy con này không? Lâu lâu khoe chơi với anh chị nha. Mấy con này giờ nó rẻ mà. Đó, còn con này là 2023. Này là 2023. Anh chị nào đi ngoài đường gặp biển số này là Học quá nha anh chị. Đó, gặp giao lưu, chặn đường Học lại rủ uống cà phê. Đó, lỡ mất thời gian rồi, quay clip lâu rồi, xin anh chị xíu thời gian chia sẻ. Xe này thì đi mới có ngàn mấy à. 1291 cây. Đó, được giá xe nào bán luôn nha anh chị. Hai con CB R650 nhập Thái. Xe nào cũng còn bảo hành hết anh chị. Xe này 2021 nhưng mà chủ mua mới là Học mua mới là 2022, mẫu mới. Đây, biển số xe Học đây. Đó. Chơi lặng cặp. Học còn nhiều xe máy lắm anh chị. Học mê xe máy hơn xe mô tô ô tô đó. Xe này hồi tối đi chưa rửa nè. Đó. Hai xe nào cũng còn bảo hành hết. Bảo hành chính hãng. Xe mới mà. Tem mạc rồi còn y thinh hết à. Đó, anh chị nào ưng con 2023 nào lại Học chia luôn nha anh chị. mua xe lướt. Dạ rồi, tiếp tục là Kia Sedona. Tự nhiên bán ầm ầm hai con màu trắng và hai con này về nằm 3-4 ngày chưa thấy khách hàng hỏi nè. Chiếc xe này 2020 lăn bánh được 37.000 km. Máy dầu bản full. Anh chị nhìn nè mới tin nè. Nó cũng đâu có thua kém gì xe màu đen đâu. Đi 37.000, xe màu đen thì học bán con ở Vũng Tàu là đi 20.000, 21, 20.000 mấy trăm ngàn, 21.000. Còn trước đó thì là con học bán về quận Tư là đi 14.000. Đương nhiên con 14.000 thì khỏi phải bàn rồi đúng không anh chị. Nhưng mà con này 37.000 cũng còn rất là đẹp. Nhưng mà giá học bán nhẹ lắm. Ở đây nó có chạy xíu nè. Mà cái này học để nguyên không có thay thế nha anh chị. Học bán giá rẻ rồi. Mấy cái nhỏ nhỏ này để nguyên à. Chạy xước ở đây xíu à. Chiếc xe này học bán cho anh chị với mức giá chỉ có 935 triệu thôi. Máy dầu bản full nha anh chị. Máy dầu bản full. Để học đi vòng qua bên kia quay cái vô lăng cho anh chị coi mê lắm. Chiếc xe này nó keo mạc đâu còn hết à. Chưa tháo luôn, 30 mấy ngàn nè. 30 mấy ngàn tem mạc còn y thinh hết à. Đây nè anh chị. Nó hơi chóc chóc nhẹ thôi nhưng mà vẫn còn giữ hết à. Đây là chưa lột tem nè. Sẽ cọp hết nha anh chị. Anh chị đi chết hãng thoải mái à. Đơn giản lắm, mấy chiếc xe này đơn giản lắm. Anh chị cứ không biết gì đem vô hãng chết. Thoải mái, chết đầm đụng ngập nước. Động cơ hộp số, auto, vô tư. Xe này là cực kỳ rộng rãi luôn. Hai ghế thương gia ngồi riêng biệt, 3 vùng lạnh độc lập. Cửa sổ trời, cốp điện. Để học qua bển, học quay cái vô lăng cho anh chị xem. Xe này trang bị cốp điện luôn nha anh chị. Xe màu đen cũng đẹp lắm chứ bộ. Sedona mà màu đen cũng đẹp, đâu có thua kém gì màu trắng đâu anh chị. Mà không biết sao màu trắng về học chưa kịp quay nữa. Hai con màu trắng về là học chưa kịp quay. Không mà bây giờ dịch vụ nhiều khi anh chị mà đi gia đình thì đi màu đen, còn đi dịch vụ tại vì học bán ha, hai khách đó đều là một khách gia đình còn một khách là chạy dịch vụ, nên là anh nói bây giờ đi xe màu trắng nhiều khi thuê được đám cưới anh chị, bởi vì học cũng bán rẻ hơn xe màu trắng. Đây cảnh báo điểm mù nè và phe với anh chị cái vô lăng nè, 30 mấy ngàn vô lăng mới tin nè, ăn thua gì đâu, mới chóc à. Đó 37 ngàn nè, ghế nè, ghế zin chưa thay thế, chưa dặm tốt gì hết á, mới tin nè anh chị. Hai vị trí nhớ ghế nè, động cơ 2.2, máy dầu đó, hai cửa lùa điện, cốp điện, 3 vùng lạnh độc lập, hai ghế thương gia, động cơ 2.2, cái tem ở đây chưa lột luôn nè, cái tem ở đây nè. Anh chị nào mua Sedona mới là anh chị biết đó, chưa lột, học quên tắt máy rồi. Đóng cửa lại nha anh chị. Ghế da đồ là mới tinh hết à. Xe này có ông bà chở đi du lịch là hết ý à. Cô chú anh chị lớn tuổi á, ngồi ở phía sau, ngồi ở phía sau là ngã lưng ra là ngồi ngủ luôn. Rồi kế bên Sedona 2017. Chiếc xe này một chủ mua mới từ đầu. Máy xăng bản full. Một cái màu rất đẹp đúng không anh chị. Màu vàng ánh nâu. Màu vàng ánh nâu. Cái màu đẹp lắm. Tại vì bên học đậu xe trong showroom á, vào chuẩn bị vào tối rồi, 6 giờ rồi, nên là buộc phải là mở cabo cũng như là cọc bình. Mở cabo cũng như là cọc bình và hút hết xăng nha anh chị. Do yếu tố an toàn, phòng cháy chữa cháy bắt buộc, nên là nhiều khi quay chiếc xe nó hở cabo vậy anh chị thông cảm nha. Chứ chiếc xe đóng cabo lại đẹp lắm. Để hồi học giật lại cho. Chiếc xe này trang bị động cơ 3.3, sản xuất 2017, lăn bánh được 75.000 cây. Bên học đang bán có 610. Xe này ngày xưa mắc hơn máy dầu nha anh chị. Đó, có 610 à. Anh chị nhìn cái màu nó mê không? Đó, mà bản full, hai cửa sổ trời, cốp điện. Mà chiếc xe này học bán có 610 triệu anh chị. Mấy lần trước học cũng bán màu trắng mà không hiểu sao Sedona cái màu nào nó cũng bán không lợi màu trắng hết á. Màu trắng là vô địch. Nhưng mà học thấy màu này cũng rất đẹp mà đúng không anh chị? Đó. Đèn projector nè, đèn bi, cảm biến gốc, rửa đèn pha, ga lăng mũi hổ. Ga lăng mũi hổ rất là đẹp luôn. Có 610 triệu đồng thôi. Và anh chị đã sở hữu được một chiếc xe MPV cực kỳ là rộng rãi và đẹp. Đây anh chị. Đây, vô lăng là cũng là zin nguyên bản theo xe nè. Anh chị nhìn nè, để học hỗ trợ thêm cái đèn LED. Anh chị nhìn vô lăng nè, zin nguyên bản theo xe nha anh chị. Mà cái ốp gỗ nè. Mới tinh nè. Không có gì đâu, nó hơi chóc xíu thay thôi. Mà xe là xe zin nha anh chị. Động cơ hộp số, máy móc là nguyên zin, gập gương tự động. Đó, cũng cửa lùa điện, 3 vùng lạnh độc lập, vô tư thôi. Có 610, xe này anh chị mua về đi gia đình là hết bài luôn. Đậu ở trước cửa nhà chân cũng đẹp nữa. Chiếc xe này nó chỉ có một điểm yếu anh chị. Anh chị biết gì không? Anh chị đón thử. Hai cửa sổ trời nè. Máy xăng anh chị, máy xăng. Nó hút xăng lắm. Chiếc xe này nó đi, nếu như mà anh chị đi đường trường nha, thì nó cũng quất được khoảng 10 lít, 11 lít á. Nhiều khi hơn á, tùy theo anh chị chạy. Nhưng mà đi gia đình thì Học thấy nó cũng chưa quá đâu. Ta còn sắm xe đất, xe V6 rồi 5.0 rồi 6.0 ta chạy được, mà xe có 3.3 ăn thua gì đúng không anh chị? Đó, xe người ta 7 cũng 7 người mà xe ta đi được con xe 5-6 chấm mà. Nhưng mà chiếc xe này anh chị đi chở gia đình mình thì nó được cái nó an toàn. Cũng có nhiều khách chia sẻ với Học á, là chiếc xe nó rộng rãi thì khi mà lỡ có vấn đề không phải lòng nó xui thì chiếc xe nào mà nó to, nó rộng thì nó sẽ an toàn hơn anh chị. Cái này là rõ ràng, ngồi trong khoang nó có va đập hay là nó có gì á, anh chị ngồi trong một chiếc xe nó rộng thì nó đỡ hơn. Nó đỡ hơn những xe nhỏ rất là nhiều luôn. Và chiếc xe này nó có hay cái là nó tiện dụng. Hàng ghế ngồi thì thoải mái, không cần phải bàn về cái độ ngã lưng. Ông bà lớn tuổi đi thoải mái nè. Và được cái là hai cửa lùa hai bên, anh chị chỉ bấm cửa là con cháu nó phóng lên xuống nó thoải mái, không có phải gì sợ, nó sợ bị này nọ. Và ông bà lớn tuổi mình lên xuống xe nó cũng rất là dễ, đi nó sang đó anh chị. Đó, xuống xe cửa lùa bấm cái ẹt, ông mời ông bà xuống nó đã lắm. Nó khác hơn những xe mở cửa lắm. Rồi ở đây Học còn một con, Học còn chút đợi nha anh chị, đừng có thoát clip ra nha. Học còn cái showroom ở dưới nữa. Để anh chị không biết, nhiều khi quay ở đây cái anh chị thoát ra một chút, Học đi dưới Học quay thêm vài con nữa cho anh chị nha. Học còn đợi một cái showroom ở dưới nữa. Rồi Fortuner siêu phẩm 27.000 2020. Máy xăng số tự động một cầu. Chiếc xe này Học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 880 triệu thôi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, màu trắng ngọc trai nha anh chị. Đó, hôm trước là về một cặp màu đen với màu trắng mà Học đã bán con màu đen rồi. Học bán về cho một khách hàng cũng rất là quý Học. Giao xe cho anh tặng nơi, nhà anh gần sân bay. Đó anh chị, mới tin nè. Mỗi xe nó có mỗi điểm mạnh khác nhau anh chị. Xe này thì option nó dở ồm, nó không có option gì nhiều á, nó chỉ vừa đủ xài à. Đó, chỉ có lẫy chuyển số thông minh, ga tự động đồ này nọ thôi. Ghế điện được có một cái à. Xe này màu trắng ngọc trai nha anh chị. Cái màu trắng này nó dạ quang lên đẹp. Cái xưởng Học nó hơi tối. Giờ này 6 giờ mấy rồi đây. Cái cản bên đây nè anh chị nhìn nè. Cái cản bên đây mà còn zin nè. Đây cái chỉ nè anh chị thấy không? Đó, nhìn thấy dữ chưa anh chị? Đó, cản bên đây còn zin nha. Fortuner thì xe này nó sẽ có điểm mạnh như sau. Là anh chị sẽ đi chiếc xe này thêm 10 năm nữa cũng không có thấy chán nữa anh chị. Cái form dáng nó cực kỳ là đẹp. Nó đẹp cái kiểu mà đẹp tự nhiên á. Nó đẹp không chỉnh sửa, nó đẹp đơn giản anh chị. Đúng không anh chị? Nhìn rất là đẹp cái form dáng nè. Thậm chí là những cái xe 2012 giờ anh chị nhìn cũng rất là đẹp. Đâm ra chiếc xe Toyota Fortuner khi mà so với những cái xe cùng phân khúc, chẳng hạn cũng như Santa Fe, chiếc xe hồi nãy Học mới quay á, đi mà đi dài, đi lâu á, thì chiếc xe hai cùng phân khúc thiệt, nhưng mà khi mà đi lâu dài thì chiếc xe Fortuner nó thanh khoản dễ hơn, nó sẽ có giá tốt hơn đó anh chị. Nhưng mà cũng nhiều khi nói vậy thôi, nhưng mà nó cũng ăn thua vào thị trường. Cái lúc mà Sedona cũng có thời điểm nó cộng, rồi lại cái lúc mà thời điểm ông Sedona ông cộng Santa Fe chứ, ông cộng 6-70 triệu thì ông kéo lên chiếc xe cũ lên luôn, nó là như vậy. Chứ còn mà nếu như mà xét về thời gian trung bình, một cái lộ trình dài thì Fortuner là chùm của phân khúc 7 chỗ anh chị. Vỏ xe này, chưa chạm đất luôn. 2020. Máy xăng số tự động một cầu, xe nhập. Đó, bao anh chị ô đô nha anh chị, ô đô chuẩn, xe đẹp. Cản sau zin. Đây, anh chị nhìn cản zin. Cản zin anh chị, chưa sơn nha anh chị, cản này mà nó chưa chày nè. Đó, chưa sơn. Và anh chị nhìn cái cản zin, nó sẽ bị lệch màu với cái vè này một xíu. Xe Toyota mà bây giờ xe VinFast mình bị luôn nha anh chị. Xe của Việt Nam mình đang bị luôn. Đó, xe Toyota, xe Mazda cứ màu trắng vô là sai. Kia bữa hổm chiếc Kia của Học là chiếc 14, chiếc 21.000 nước sơn zin 100%, nó cũng bị lệch vậy. Anh chị nhìn, tại cái này nó bằng ton, cái vè nó bằng ton, cái này nó bằng nhựa. Khi mà sơn lên một cái nước sơn mà sơn lên hai cái vật liệu nó sẽ khác nhau. Anh chị nhìn cái cốp này, cốp này là cốp zin chưa sơn nè anh chị. Cái vè nó hơi vàng hơn. Rõ ràng, ngày xưa Học làm ở trong hãng là Học đi quay mấy chiếc xe mới á, xe mới 100% cho anh chị coi. Anh chị nào mà theo dõi Học khoảng 2 năm nay là anh chị biết rồi. Theo dõi Học lâu, 2-3 năm nay là anh chị biết. Hồi đó Học rảnh á, Học cũng thường xuyên đi quay mấy xe mới á, để chỉ anh chị những cái cản zin đồ nè, những cái màu đồ nè. Nội thất xe này mới tinh anh chị, hai chế độ lái, vô lăng, lẫy chuyển số, ga tự động, mới tinh. Nói chung là xe này không bàn về chất lượng nha anh chị, 27.000 cây, Fortuner 27.000 cây là mới qua Rodai có 2.000 cây thôi. Qua Rodai có 2.000 cây thôi, kêu chỉ là bao anh chị zin. Động cơ hộp số gầm bệ là chưa chạm bất kỳ con ốc nào ngoại trừ con ốc xả nhớt luôn. Ngoại trừ con ốc xả nhớt luôn anh chị. Rất là đẹp. Fortuner 2021 máy dầu số tự động một cầu. Xe máy dầu 2021 là chỉ có lắp ráp tại Việt Nam thôi đúng không anh chị? Anh chị học tin là khi mà anh chị coi clip của học là anh chị rành lắm rồi, cũng chia sẻ nhiều lắm rồi. Đó, chiếc xe này là máy dầu số tự động một cầu, mẫu mới nha anh chị. Anh chị sẽ được trang bị 2 ghế điện nè, 7 túi khí, lẫy chuyển số sau vô lăng, ga tự động. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này anh chị sẽ được hỗ trợ hệ thống lái có van biến thiên mở bằng điện. Thì khi mà anh chị đi chiếc xe này vào khu vực thành phố, đi ga thấp, tốc độ thấp, thì anh chị sẽ được hỗ trợ lực nhiều hơn, thì anh chị sẽ được đánh lái nhẹ hơn. Khi mà anh chị đi đường trường thì chiếc xe này nó có cảm giác lái nó ghi lại. Đó là cái hay của Fortuner mới. Và mức tiêu hao nhiên liệu của xe này lần lượt sẽ là 6,9 lít, 7,6 lít và 9 lít. Đó, một chiếc xe máy dầu 7 chỗ và mức tiêu hao nhiên liệu anh chị đi tổng hợp nó chỉ có 7 lít mấy à. Đó, máy dầu số tự động một cầu nha anh chị, 2021, một chủ mua mới từ đầu. Đó, đẹp xuất sắc, đẹp không có nhân nha anh chị, mới tinh tình nè. Anh chị nhìn bách cửa nè, tại vì chiếc xe này nó đề cao rồi nên là không có gì phải bàn. 38.000 km, vô lăng là nguyên bản zin theo xe và ốp gỗ là ốp gỗ đen, không phải ốp gỗ đỏ giống như cái chiếc xe 2020 học mới vừa quay. Lẫy chuyển số sau vô lăng, hộp số tự động 6 cấp, sẽ có lẫy 6 cấp cho anh chị nha. Đây, lẫy chuyển số nè, ga tự động. 38.000 cây. Anh chị hai chế độ lái Eco và Power, trang bị cho anh chị hệ thống lạnh tự động. Ngày xưa máy dầu là không có hệ thống lạnh tự động nha anh chị. Máy dầu mà số tự động nó cũng chỉ là bản thấp thôi, nó cũng chỉ xài chìa khóa cơ, hệ thống lạnh cơ. Đó. Và xe này anh chị sẽ được trang bị 2 ghế điện phía trước, điều chỉnh 8 hướng, bọc da zin. Và thêm một nâng cấp cho mẫu mới này nữa là ô tô một chạm, tất cả 4 kính. Đó, cái này là nó lấy từ bản V nó lắp qua nè, để cuối cùng nè anh chị. Đó, mới tin nè. Xe là không bàn về chất lượng nha anh chị. Nói chung là xe bên học là không bàn về chất lượng đúng không anh chị. Mới tin tình nè, vỏ zin theo xe gì cui. Đây anh chị nhìn cái gai vỏ nè. Đó, mới tin. Tuần thứ 3 2021. Đó. Xe này thì Học đang chào cho anh chị với mức giá là 980 triệu. Đèn bi pin LED nữa nè anh chị. Đèn bi pin LED. Đó, mới tin nha anh chị. Cái ố ố này là anh em nó quay phim nó bóc nhiều quá nè, nó lao ra. Đèn gầm full LED, cảm biến gốc, đèn xi nhan tích hợp rời xuống dưới ba đờ sóc phần dưới. Mặt ca lăng thì thiết kế theo kiểu ruộng bậc thang, hơi bị cổ lỗ sĩ đó anh chị. So với xe khác thì nó sẽ là như vậy. Nhưng mà Toyota Fortuner về thiết kế tổng thể là một chiếc xe cá nhân Học đánh giá rất đẹp đúng không anh chị. Đây nè, giống như y chang chiếc hồi nãy, nó không có bị đè cái mẫu trước đúng không anh chị. Nó cũng hao hao vậy đó, nhưng mà nó tinh tế hơn, nó đẹp hơn. Nó trang trí hai cái nẹp mạ rơm ở chính giữa nè, nhìn cực kỳ ngầu. Nó Toyota Fortuner, cái nét đẹp của nó dịu dàng, đơn giản. Đó, học nói hoài à, xe Toyota đi 5-10 năm nữa nó là như vậy. Nó có là điểm hay. Nên là nhiều cô chú anh chị mà lớn tuổi rất là mê Fortuner. Đó, mắc mê luôn. Thậm chí là bây giờ có nhiều chiếc xe nó cũng cùng phân khúc. Thậm chí là Hyundai Santa Fe nè, Kia Sorento là bây giờ họ làm rất là bền. Rất bền anh chị. Không bằng Toyota thôi, nhưng mà nói để xài hư thì cũng khó. Nó hư lâu lâu, hư vặt xíu à. Đó, nhưng mà nói về Fortuner nó là một cái gì đó rất là an tâm, độ tin cậy cao. Đó, 2021 máy dầu số tự động một cầu, 38.000 cây, chỉ với là 985 triệu nha anh chị. 985 triệu. Bên Học sẽ hỗ trợ anh chị rút hồ sơ gốc. Còn bên đây là chiếc xe Toyota Cross phiên bản V 2020 nha anh chị. Đó, bản V bản cao cấp nè, Camera 360, xe màu trắng ngọc trai, động cơ 1.8, hộp số tự động CVT. Chiếc xe này được chủ dước lăn bánh là 16.000 cây. Và xe Toyota anh chị cũng đã biết, 16.000 cây không phải là vấn đề về chiếc xe này. Coi như là chưa hoàn tất xong gói rô đài luôn mà anh chị. Nó được là xe lướt đúng không anh chị? 5 chỗ gầm cao nhập Thái, cảm giác lái cực kỳ tốt. Gói an toàn Toyota Safety Sense, camera 360 độ. Đèn là có điều chỉnh theo góc lái nè, cảm biến góc, đèn gầm, đèn bi. Mặt ca lăng to bản, thiết kế mới. Cửa sổ trời, gương gập điện, chỉnh điện, cảnh báo điểm mù. Xe màu trắng ngọc trai, cảm ứng khóa Let Go. Nói chung là một chiếc xe 5 chỗ bền bỉ, cảm giác lái cũng khá tốt anh chị ạ. So với cùng phân khúc. Nội thất thì không có quá nhiều điểm nổi trội, tuy nhiên Toyota nó là vậy. Cô chú anh chị đi Toyota thì chỉ có bền thôi anh chị, bền. Cái nét đẹp nó nhìn từ từ nó mới tê, nó mới đẹp. Giống như cái cửa nè, anh chị nhìn nó thiết kế rất là đơn giản đúng không anh chị? Rất là mộc mạc, giống như con Altis hồi nãy học quay á, tới giờ nhìn vẫn đẹp. Nó là như vậy. Xe này học đang vào là hơn 800 xíu, 810 triệu đồng. Và anh chị khi đến showroom xem xe thì riêng chiếc xe này học sẽ có chương trình ưu đãi cho anh chị nha. Giảm cho anh chị thêm xíu nữa. Tại vì chuẩn bị chào đón xe mới rồi. Còn có 2-3 tháng nữa là xe mới. Hiện tại những khách hàng đặt trước là cũng đang có thông tin là chuẩn bị giao rồi đúng không anh chị? Nên là chiếc xe này học phải nhảy thật nhanh. Đối với anh chị nào chỉ có kinh tế hơi thấp xíu, vừa đủ, không muốn vay góp hơn 800, qua gặp em học mua chiếc xe Toyota Cross. Đây anh chị, cảnh báo lệch, cảnh báo điểm mù, ghế điện. Đó, đi 16.331 km, hai vùng lạnh độc lập. Động cơ 1.8 chạy cực kỳ phấn khích anh chị ơi. Mượt lắm, động cơ Thái Lan mà gầm cao 5 chỗ. Chiếc xe này nó có điểm hay là chiếc xe cái gầm nó cao anh chị, đi không có nghe hồn vỏ đâu. Đã lắm. Gặp gương. Màu trắng ngọc trai nha anh chị. Đó. Màu trắng ngọc trai. Hôm nay học về thêm con Toyota Veloz phiên bản top 2023, đi 11.000 cây, xe màu trắng luôn nha anh chị. Đang trên đường về. Cùng với lại Honda CR-V phiên bản L màu đen hồi nãy học có báo cái lúc mà đang quay chiếc CR-V đó. Để anh chị quên. Rồi thêm một Kia Sedona 2020 máy dầu. Xe này lăn bánh được 57.000 cây, 57.000 cây nha anh chị. Ga lăng mũi hổ, đèn bi pin LED. Đó, projector công nghệ LED chứ, đối chiếu. Rồi cũng là đèn. Đó, chiếc xe này học đang bán có 920 triệu thôi. Xe màu đỏ, anh chị nào hợp màu đỏ hãy lấy con này. Máy dầu số tự động, bản cao cấp, hai cửa sổ trời, hai cửa lùa điện, ba vùng lạnh độc lập, động cơ 2.2. Nội thất thì mới tinh. Đi 57.000 cây. Chủ giữ rác khá kỹ. Bên học là xe tiễn đó anh chị. Anh chị nhìn cái nội thất nè, học nói là xe vũ kỹ là như những cái này nè, nó rất là dễ chày. Những cái đen bóng mà ở chỗ bệ tì tai này nó rất là dễ chày. Chủ giữ kỹ lắm, không có chày luôn. Đó, sưởi ghế, phanh tay điện tử, auto hold. Đó, ba vùng lạnh độc lập, đời startup, top bi, top lô, mới tinh. Đây anh chị, ốp gỗ nè, sáng chân nè. Bên học đã diệt khuẩn khử mùi rồi. Anh chị mua xe về là chỉ việc sử dụng thôi, không bàn phải nhiều về chất lượng luôn. Không cần phải thay thế cái gì hết. Mua về đi thêm 5.000 cây nữa. Đó, ghế da zin nguyên thủy theo xe, chưa thay thế miếng da nào, cũng chưa có sơn dậm chỗ nào, không có thầy bùa chỗ nào hết nha anh chị. Đó, ghế da zin là ghế da zin. Đó, anh chị dẫn thầy thợ đến coi xe hoặc là mang đến đại lý chính hãng kiểm tra. Nói chung là bên học làm xe lướt mà mấy chiếc xe này nó cũng dễ xem lắm anh chị. Tem mạc đồ còn y nguyên hết à, chưa lọt tem. Nội thất sáng bóng luôn anh chị, những cái ốp gỗ nè, cốc để ly nè. Ồ, có điểm chày nè, đây chày một xíu à. Đây, những cái nhựa đen này rất là dễ chày, cái màu đen nó dễ chày lắm. Đây chày nè. Rồi, trừ tiền, anh chị đến xem xe trừ tiền. Dạ rồi, ok. Rồi, ok nha. Kia Sedona 2022 phiên bản Luxury, 2020 chứ, phiên bản Luxury. Có anh chị nói là sao học bán bản full mà Luxury? Thực ra nó là 2021, nó là Premium, nó là Platinum đó anh chị. Luxury nó là không có cửa sổ trời, không có cốp điện, nhiều lắm, đó là nhiều lắm. Xe này là bản cao cấp nhất, cứ 2020 có cửa sổ trời, có cốp điện là cao cấp nhất. Là cao cấp nhất nha anh chị, có cửa sổ trời là cao cấp. Đơn giản vậy thôi, anh chị nhìn vào hai cái đó thôi. Kia Sedona 2020 đi 57.000 cây, rất đẹp. 920 triệu là anh chị đã sở hữu rồi. S400 2015 mẫu mới. Xe này thì Học đã bán rồi nha anh chị. Những cái xe này là Học về Học bán rất là nhanh. Thí dụ như Học lấy sáng nay là hầu như khi mà cái lúc mà deal với khách hàng là chuẩn bị lấy là Học đã bán rồi. Đẹp không anh chị? Mấy con này thật ra lâu lâu mới làm xe anh chị, lâu lắm. Và khi làm Học cũng đi là hỏi lung tung hết à, đâu có Học làm chiên cái này đâu. Mấy con này ngày xưa sửa chữa là chiên thôi. Nhưng mà nói về giá thành, giá thị trường á, sửa chữa nó là một chuyện anh chị. Ngày xưa Học sửa chữa làm mấy chiếc xe đất này nè, BMW mẹt rồi nè, Học làm rất là dữ luôn. Sửa chữa nặng, làm gầm máy đồ, động cơ đó. Nhưng mà khi mà hỏi về chiếc xe đó là phiên bản gì thì không biết đâu, chỉ biết vô gắm máy rồi coi này nọ, thường nó là như vậy. Nên là mỗi người sẽ biết một chút anh chị ơi. Ngày xưa mà mình kỹ thuật là mình chứ chú tâm vô, giống như thậm chí ngày xưa Học còn làm kỹ thuật Học chả biết Fortuner nó bao nhiêu bản luôn đó. Ngày xưa mình làm ở ngoài á, cái thời điểm mà mình làm còn làm thợ đó, cứ đưa vô cứ biết máy xăng, máy dầu, số tự động hoặc là số không tự động thôi, vậy thôi. Cái công vụ bên Học hiện tại là có 3 con Civic y chang vậy luôn nha anh chị, 3 con y chang, chỉ khác nhau cái biển số thôi. 3 con y chang để đi công vụ, và một con Yaris, và một con Sedona, và một con Santa Fe 2022. Và 3 con này đang chuẩn bị về con đó là Học lấy 4 con y chang luôn. Học mê cái dòng này lắm, đi tỉnh rồi cho nhân viên rồi nó đi chạy 2.0 chạy sướng lắm. Chiếc xe này lăn bánh được 75.000 anh chị, khoe với anh chị chơi. Hôm nay bán ế nên là dư sức, dư năng lượng đó, quay phim. Ghế da zin theo xe nha anh chị, ghế da zin theo xe nè. Chiếc xe 2014 nè, chiếc xe này anh chị nhìn nè, đó đẹp không? Vô lăng zin theo xe nè anh chị. Xe này thì đi được 85.000 rồi, không có bán. Quay cho anh chị coi nào anh chị, nhiều khi anh chị đang đi mua Civic á, anh chị biết cái chắc xe luôn mới tin nè. Học đang có 3 con rồi, nhưng mà ngày mai có thể là lấy thêm một con 2015 cũng phơm này luôn. Cái đồng hồ đẹp lắm anh chị, mê cái đồng hồ. Nhân viên Học mấy đứa em nó đi xe này nó mê lắm. Chạy nó tiết kiệm 2.0 nhưng mà nó mượt anh chị, nó trôi xe lắm. Nó trôi xe kinh khủng luôn. 80.000, xe này đi 80.000, vậy là con kia đi 85.000. Anh chị thấy không? Đó. 80.000, xe đẹp lắm, máy móc đồ còn nguyên zin hết, là chưa chạm con ốc nào hết. Xe Toyota đâu phải là mình xe Toyota bền đâu, xe Honda nó cũng bền kinh khủng dã man lắm anh chị ơi. Nó bền kinh khủng lắm. Đó, anh em Học là đi công vụ xe này nè. Cái này hai xe này ưu tiên cho hai bạn nữ, cho bạn Huệ với bạn Dung với bạn Hậu. Đi tỉnh xuyên suốt là có khách là đi nó nhà nó quay phim không, mà khi mà có khách gọi là alo là nó lên xe liền. Nên là anh chị nào muốn gặp mấy em liên hệ với em. Đó, 4 con Civic, cứ ra đường gặp mấy con Civic này, mà hai con kia Học có dán tem mà con này Học cũng không có dán tem. Chưa có dán tem xong, tại vì con này nó sắp hết đăng kiểm rồi, dán tem đi đăng kiểm không có được. Đó. Rồi, cô chú anh chị ơi, nãy giờ cũng làm mất nhiều thời gian của nhiều cô chú anh chị quá. Hôm nay dư năng lượng bán ế, bán được có con mẹt với lại con lắc A. Đó. Thì Học cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã tin tưởng cũng như là đồng hành với Học nè. Không phải là mua xe là ủng hộ đâu, anh chị cứ xem clip Học tới thời điểm này là anh chị đã ủng hộ Học rồi. Khi mà cô chú anh chị coi clip của Học nhiều thì Học cũng được nhiều bà con biết đến. Số lượng mà càng xem càng cao thì cái mức độ lan tỏa của clip Học nó sẽ càng dài ra, càng nhiều ra, nhiều cô chú anh chị biết đến hơn nữa. Mà tốt hơn nữa, anh chị thấy Học quay phim nè, nói chuyện dễ thương, rõ ràng. Cô chú anh chị cho Học một bình luận xe đẹp là được rồi. Tại vì nhiều anh chị Học biết rằng là nhiều anh chị chưa có mua xe nữa, nhưng mà thích lên tham khảo đồ đó, thì anh chị cứ cho Học một bình luận xe đẹp là Học đã được nhiều lan tỏa lên. Như vậy là được nhiều cái cô chú anh chị biết đến, là Học sẽ có nhiều cơ hội để phục vụ nhiều cô chú anh chị hơn nữa. Và cô chú anh chị ơi, nhớ là bên Học đang có nhu cầu thu mua xe về thêm thật nhiều nữa nha anh chị. Bao nhiêu đây chưa có CVT về đâu, như là cái gọi là không được hạt cát trên sa mạc đó anh chị. Có mấy anh em salon người ta lớn á, người ta để trăm mấy 200 xe luôn, mình nhìn mắc mê luôn. Mình có hai cái salon có 30 mấy xe mà cứ thiếu hột hoài về không kịp bán. Số lượng mua nhiều khi bên học mua cũng còn giới hạn về cái khu vực á, chưa có đi được ra tới ngoài Bắc rồi. Mong là anh chị luôn luôn đồng hành và ủng hộ học để cho học đi được nhiều tỉnh, phục vụ được nhiều bà con hơn. Đó, học sinh chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị. Nhớ là bình luận và đăng ký kênh của học nha. Anh chị nào mà đăng ký kênh của học á, sau này mà lên YouTube nè, giải trí nè, học update cái xe mới lên là anh chị thấy ngay. Nó không có báo tin nhắn bang giống như những cái tin nhắn rác đâu, nên là anh chị đừng có ngại follow kênh của học. Chừng nào mà lên YouTube á, học mới hiện lên trên. Còn anh chị không thích chiếc xe đó, đang tìm xe 7 chỗ mà đang lên xe 4 chỗ thì anh chị cứ lướt xuống coi cái chỗ khác đó, vậy thôi. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Nhớ liên hệ hoặc là nhắn tin, nhớ là chào học để cho học biết là anh chị coi clip, để anh chị học sẽ biết là anh chị là trực tiếp với học, không phải là dân quay hồng gò lái anh em bên ngoài nha. Để học phục vụ cô chú anh chị rõ ràng hơn. Học sẽ có 4-5 cái số mà phòng định giá nhanh cho anh chị 24/24 ở trên màn hình đó. Đó, để cho anh chị mà có bán xe hoặc là mua xe người thân trong gia đình mình mà không biết hồi nãy học nói đó, thì học sẽ bấm giá cho anh chị để anh chị đưa ra cái giá hợp lý nhất nha. Rồi, học sinh kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã cùng đồng hành và theo dõi kênh của học. Học sinh chân thành cảm ơn. Xin chào và xin chúc cho anh chị một buổi tối an lành.